Và đây, đây là trụ nhá. Đây là trụ thùng nhá, trụ là inox chắn. Vâng, xin chào anh em đã quay trở lại với đại lý xe tải 3S cũng như thường lệ thì mình lên sóng review của mình. Đây là thứ hai, thứ tư và thứ sáu của khung giờ sáng hàng tuần. Và hôm nay mình sẽ review cho anh em dàn khung thùng xe bắt dàn đà bằng bò lon, chứ không có một mối hàn nào liên kết từ đà dọc tới đà ngang và về liên kết. Giờ mình sẽ review qua cho các em quan sát, và trong lúc review anh em thấy video hay và hữu ích thì cho xin một like chia sẻ. Bây giờ xin mời anh em theo mình để review. Và đây cho anh em, đây là dàn đà của xe MTR 400. Đây là dàn đà bắt bằng bò lon chứ không hàn nhé anh em. Dàn đà là inox, đà ngang là dọc và về liên kết là inox. Bò lon thì bắt bò lon 10 x 25 và bắt cả lông đèn bên trong. Đây nhà quan sát. Đây là dàn đà là chưa bắt nhé, xong nhé. Đây là mới bắt đầu nhé. Và anh em quan sát, đây là dàn đà đã bắt xong bò lon liên kết và về liên kết đà dọc cái đà ngang. Đây là quan sát nha, em thấy không ạ? Bò lon này xài bò lon 10 x 25 và bắt lông đèn là lông đèn vênh, kèm theo cả lông đèn phẳng đều là inox nha anh em. Nghe quan sát nha. Và đây, đây là trụ nhé. Đây là trụ thùng nhé. Trụ là inox chắn, trụ sau cùng. Trụ sau cùng là trụ U100, gồm hai trụ inox. Và đây là trụ giữa, cũng là inox chắn định hình 120. Tổng là 4 trụ, mỗi bên 2 trụ. Và đây là trụ giữa, nghe quan sát. Và đây là trụ đầu. Đây là thùng xe NPR 400 nhé anh em, Isuzu nhé. Trụ đầu thì gồm hai trụ là U100 inox chắn định hình. Đây là phần khung xương ở phần mặt tiền của thùng Isuzu NPR 400. Thùng này cũng full inox nha anh em. Đây là phần mặt tiền nhé. Và phần khung xương mặt tiền thì sử dụng toàn bộ là hộp 40x40 nhé. Cây đứng thì gồm hai cây sát trụ nữa là tổng là 5 cây. Và cây ngang thì cũng gồm 5 cây, một cây ở dưới đáy cùng và một cây trên cùng và ba cây ngang ở giữa. Em có sát không? Còn về bao đà của thùng xe này, NPR này là bao đà inox nhé. Do thùng này là full inox nên là bao đà là inox luôn. Inox là inox bằng 8K chấn định hình. Em thấy chưa? Đây em quan sát bên trong bao đà này. Và đà dọc của thùng xe này thì là inox chắn định hình U100 và đà ngang là U80.
cũng là những góc chân địa hình. Giờ chúng ta sẽ đi điểm số đà ngang của thùng xe này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở trụ đá đôi nha anh em. 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15 cây. Tổng số đà ngang của xe này là 15 cây. Thì ở trụ thì gồm đà đôi, ở trụ giữa nha anh em. Và phần khung xương ở trên bửng ấy thì là sát bửng thì sử dụng hộp 40x80 inox, và cây ngang ở giữa, ở phần bên dưới thì là gồm hai cây ngang là sử dụng hộp 20x40 và hai cây ngang ở trên cùng là hộp 40x40 inox, và ở hai đầu của thanh là sử dụng V chấn định hình. Và phần ở trên vỉ này liên kết với trụ thì không hàn chết mà bắt bò lon, anh em quan sát bò lon này nha. Bò lon là 10x25, anh em quan sát đi, anh em quan sát đi ạ. À, đây, bắt bò lon nhé, không hàn chết nhé. Và xe này thì số ở trên bửng là gồm là 6. Ở xe này cũng là 7 bửng. Bửng là bửng nhôm nha nhé. Bửng thùng này là bửng nhôm. Là chưa bắt, trong mình sẽ review xe đã hoàn thiện chi trang xe này. Đã bắt bửng cho anh em quan sát. Và đây anh em quan sát đây, bửng đây. Bửng cái thùng xe NPR 400 này. Bửng là bửng nhôm nhé. Và mỗi bửng thì được bắt là 4 bản lề inox và khóa tôm inox và bắt cong inox và bắt một lần inox nha nha. Đây là phần khác. Và phần ở trên bửng thì có hai phương án, là một là mở cửa, hai là mở vì đẩy chống lên. Về keo của dòng xe này thì bây giờ là theo yêu cầu của khách thì đa số là đóng theo kiểu dạng là keo Đà Lạt và sử dụng keo dây cáp. Và xe này sử dụng dây bẹ nha, và sử dụng là 4 dây bẹ và thanh ngang ở trên nóc ấy, và sử dụng là hộp 30x60 thép. Còn bạt của xe này thì đương nhiên là bạt mảnh rồi. Ở bên thì hai bên hông thì sử dụng bạt mảnh bắn hai bên hông, và trên nóc là bạt hộp chùm xuống. Phần mặt tiền thì thường là bắn tấm lame như này, nghe quan sát. Còn cản hông thì tùy theo khách thích trang trí theo kiểu là bản lớn như này, hoặc là trang trí là cản composite ở hai đầu, hoặc là sử dụng khi tròn theo yêu cầu của khách. Vâng, thưa nha, video của mình làm về đóng thùng xe tải Isuzu NPR 400, đóng thùng full inox và dàn đà liên kết bằng bò lon, không sử dụng mối hàn. Xin được kết thúc ở đây trong quá trình review. Anh em thấy video mình hay và hữu ích thì trong xin một like chia sẻ. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực làm những video tiếp theo. Bây giờ xin chào tạm biệt, bye bye.